Paulo được đưa về quê nhà Bồ Đào Nha ngày 19 tháng 8, Hoàng Anh Gia Lai còn chờ thủ tục cuối cùng. Tiền đạo Paulo Oliveira là một trong ba thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Gia Lai chiều ngày 12 tháng 8, trong khi hai thành viên còn lại gồm trợ lý Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Chí đã được lo hậu sự thi thể tiền đạo Paulo hiện vẫn đang ở trung tâm pháp y thành phố Hồ Chí Minh chờ làm thủ tục để đưa về Bồ Đào Nha theo chia sẻ của giám đốc điều hành nguyễn tấn anh của câu lạc bộ hoàng anh gia lai ban lãnh đạo đội bóng phố núi đã hoàn thành phần lớn thủ tục và chuẩn bị sẵn sàng để đưa paulo về nước câu lạc bộ hoàng anh gia lai đã nhận được sự đồng ý của đại sứ quán brazil do paulo mang quốc tịch brazil và đang chờ sự đồng thuận từ phía bồ đào nha do bồ đào nha không có đại sứ quán tại việt nam nên câu lạc bộ hoàng anh gia lai phải gửi hồ sơ giấy tờ sang văn phòng đại sứ quán bồ đào nha tại bangkok thái lan và chờ công hàm phản hồi khi nhận được sự đồng ý từ đại sứ quán Bồ Đào Nha, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ xúc tiến đưa Paulo về nước vào ngày 19 tháng 8, thông qua công ty Mai Tắng mà câu lạc bộ ký hợp đồng. Dự kiến chân sút người Brazil sẽ được đưa về nước trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha, sau đó vận chuyển về thành phố Faro quê nhà của Paulo. Như báo chí đã đưa tin, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được giấy ủy quyền từ mẹ Paulo cho phép tiến hành thủ tục để đưa cầu thủ này về Bồ Đào Nha. Ban lãnh đạo đội bóng cũng đã nhận được giấy chứng tử từ cơ quan công an tỉnh Gia Lai. Ngày 15 tháng 8, một xe chuyên dụng chở thi thể đang di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên Gia Lai để đưa Paulo về lại thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục pháp y tại trung tâm pháp y thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Anh Gia Lai đưa thi thể Paulo về nước chờ đại sứ quán Bồ Đào Nha gửi công hàm. Lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết, Đội bóng đang chờ hoàn tất các thủ tục cuối cùng để đưa thi thể tiền đạo Paulo Oliveira về Bồ Đào Nha theo nguyện vọng của gia đình. Theo trình tự về mặt pháp lý, mẹ của Paulo đã ủy quyền cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để làm thủ tục đưa tiền đạo sinh năm 1996 về Bồ Đào Nha để an táng. Sau khi nhận được giấy tờ cần thiết, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai làm việc với đại sứ quán Brazil, gia đình Paulo định cư ở Bồ Đào Nha nhưng cầu thủ này mang quốc tịch Brazil. Bên cạnh đó, đội bóng phố núi cũng phải làm việc với Đại sứ quán Bồ Đào Nha thông qua lãnh sự quán để làm thủ tục chấp thuận đưa thi thể này về nước. Đến ngày 17 tháng 8, Đại sứ quán Brazil đã đồng ý với nguyện vọng của gia đình Paulo và Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn phải chờ công hàm xác nhận từ Đại sứ quán Bồ Đào Nha, Bangkok, Thái Lan. Dự kiến công hàm này sẽ được gửi đến Việt Nam vào ngày mai hoặc ngày 19 tháng 8. Khi đó, công ty tăng lễ mà Hoàng Anh Gia Lai đã thuê sẽ đưa thi hài Paulo trở về Faro, Bồ Đào Nha. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chi trả toàn bộ chi phí hậu sự cho tiền đạo Paulo. Một trong ba người thiệt mạng vì tai nạn giao thông chiều ngày 12 tháng 8 cùng huấn luyện viên Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua địa phận xã Ia Hơ Rú, huyện Chư Pư, Gia Lai. Thời điểm trên, ô tô chở bốn thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đang trên đường di chuyển từ thành phố Ma thuộc về Pleiku thì gặp tai nạn. Ô tô con bị kẹp giữa hai đầu của xe tải, liên đoàn bóng đá thế giới và liên đoàn bóng đá châu Á gửi thư chia buồn tới Hoàng Anh Gia Lai và gia đình các nạn nhân. Chủ tịch AFC Simon Bin Ibrahim Al Khalifa bày tỏ sự thương tiếc: "Tôi đã rất bàng hoàng và đau lòng khi nhận được tin về tai nạn giao thông có liên quan đến các thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, dẫn đến sự ra đi của huấn luyện viên phó Dương Minh Ninh, cầu thủ Paulo Madeira Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí." ngậm ngùi tiễn biệt cầu thủ tài hoa Paulo về quê nhà. Tối 15 tháng 8, đại diện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cùng nhiều cổ động viên, bạn bè đã có mặt ở bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai để làm lễ truy điệu và tiễn đưa thi thể Paulo Oliveira về quê nhà tại Bồ Đào Nha. Buổi lễ được tổ chức chiều muộn tại khuôn viên nhà tăng lễ bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai. Các cổ động viên, những người bạn của cầu thủ Paulo Oliveira đã ngậm ngùi thắp những ngọn nến, chắp tay chung một lời nguyện cầu mong cầu thủ người brazil nhập tịch bồ đào nha thanh thản rời cõi trần ông nguyễn tấn anh giám đốc điều hành câu lạc bộ hoàng anh gia lai xúc động đọc lời tiễn biệt trước giờ phút chia tay chúng ta hoài niệm về paulo một chàng tiền đạo đáng mến dễ thương hiền lành trong cuộc sống nhưng là tay săn bàn cừ khôi Paulo là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Brazil chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ mùa giải 2023. Sau một năm thi đấu khá thành công tại câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V-League 2022 với 8 bàn thắng, với lối chơi sông sáo nhiệt huyết và chút kỹ thuật điêu luyện của một nghệ sĩ Samba trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, anh đã ghi 6 bàn thắng trong 15 trận kết thúc trận đấu trên sân Vinh. Toàn đội được nghỉ phép, ông Tấn Anh trầm giọng rồi nhắc tới tai nạn kinh hoàng hôm 12 tháng 8 tuy nhiên trên đường từ buôn ma thuột về pleiku ô tô của đội bất ngờ bị tai nạn làm ba thành viên tử vong để lại niềm tiếc thương vô hạn thay mặt chủ tịch tập đoàn đoàn nguyên đức toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn câu lạc bộ hoàng anh gia lai gia đình ba thành viên có người thân vừa qua đời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc bằng cả tấm lòng và con tim đến lãnh đạo chính phủ các ban ngành trung ương tỉnh gia lai chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới fifa chủ tịch liên đoàn bóng đá châu á afc chủ tịch liên đoàn bóng đá đông nam á aff chủ tịch liên đoàn bóng đá việt nam lãnh đạo công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp việt nam các đối tác nhà tài trợ, bạn bè thân hữu gần xa, người hâm mộ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại Gia Lai và trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài đã dành những tình cảm yêu thương chia sẻ cùng câu lạc bộ và gia đình ba thành viên thân yêu của chúng ta. Huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Chí và Paulo, ông cần anh xúc động phát biểu buổi tiễn biệt lắng động với bài cát bụi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để tiễn đưa Paulo lần cuối về cõi vĩnh hằng. Sau buổi tưởng niệm, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã sắp xếp một xe chuyên dụng để vận chuyển thi thể của tiền đạo Paulo từ thành phố Pleiku Gia Lai đến thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Tấn Anh, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết, sau khi đưa thi thể Paulo về thành phố Hồ Chí Minh, Phía câu lạc bộ sẽ làm các thủ tục để đưa thi thể vào quan tài kẽm. Theo kế hoạch cuối tuần này, thi thể của Paulo sẽ được đưa về Bồ Đào Nha. Mọi thủ tục và chi phí về việc vận chuyển thi thể của tiền đạo Paulo Oliveira sẽ được tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chi trả. Thi thể của tiền đạo Paulo được đưa về Bồ Đào Nha trong hôm nay. Thi thể của tiền đạo Paulo được đưa về Bồ Đào Nha trong hôm nay. Trao đổi với phóng viên sáng ngày 15 tháng 8, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh nói, dự kiến hôm nay xe chuyên dụng vận chuyển thi thể của tiền đạo Paulo sẽ từ thành phố Hồ Chí Minh đến Pleiku, sau đó xe này sẽ về lại thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối nay. Từ thành phố Hồ Chí Minh, thi thể của tiền đạo Paulo sẽ được đưa về Bồ Đào Nha. Theo nguyện vọng của gia đình cầu thủ này, ông Nguyễn Tấn Anh thông tin thêm, các thủ tục lo việc vận chuyển thi thể của tiền đạo Paulo đã hoàn tất. Các thủ tục này gồm khá nhiều giấy tờ nhưng theo ông Tấn Anh, nhờ sự nhiệt tình hỗ trợ của các cơ quan có liên quan, mọi việc giải quyết các thủ tục cơ bản diễn ra suôn sẻ. Mẹ của tiền đạo Paulo đã gửi giấy ủy quyền cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thực hiện việc vận chuyển thi thể cầu thủ này. Bên cạnh giấy ủy quyền, mẹ Paulo cũng gửi kèm giấy khai sinh của tiền đạo này. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai làm lễ truy điệu cho Paulo tại Pleiku để các đồng đội, các thành viên khác trong câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đến viếng trước khi đưa thi thể của tiền đạo xấu số về quê nhà Bồ Đào Nha vợ chưa cưới của Paulo cũng sẽ về Bồ Đào Nha trong ngày 15 tháng 8. Những ngày qua, vợ chưa cưới của Paulo và Paulo dự định cùng nhau từ Pleiku về thành phố Hồ Chí Minh rồi cùng về Bồ Đào Nha sau khi tiền đạo này kết thúc mùa giải 2023 cùng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đau đớn thay dự định này đã vĩnh viễn không thể thực hiện. Toàn bộ chi phí cho hậu sự của tiền đạo Paulo sẽ do phía Hoàng Anh Gia Lai chi trả. Trước đó, Bầu Đức đã có chỉ thị cho các thành viên của Hoàng Anh Gia Lai phải lo chu toàn cho hậu sự của những người không may gặp nạn. Trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng chiều 12 tháng 8, vụ tai nạn giao thông khiến trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, tiền đạo Paulo Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Chí tử vong tại chỗ, còn tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương nặng. Chuyện chưa kể về chiếc xe chở các thành viên Hoàng Anh Gia Lai bị tử nạn. Sau trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An ở lượt cuối của nhóm B giai đoạn 2 V-League 2023 trên sân Vinh, trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trí cùng tiền đạo Paulo Madeira Oliveira trên đường về lại Pleiku gặp nạn. Chiếc xe bốn chỗ chở các thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp nạn ở huyện Chư Bư, cách thành phố Pleiku khoảng 70 km vào khoảng 15 giờ chiều ngày 12 tháng 8. Khi qua địa bàn huyện Chư Bư, ô tô bất ngờ bị xe tải phía sau tông mạnh để dồn về một xe tải khác phía trước. Ba trong bốn người trên xe không qua khỏi, gồm trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, ngoại binh Paulo Madera Oliveira và bác sĩ Trí Đào, còn lái xe bị thương nặng. Hoàng Anh Gia Lai có nhiều xe và đa số đều tập trung ở hàm trồng. Thông thường các xe và tài xế được phân công theo lịch điều động, nhưng cũng có lúc các cơ quan, nhưng cũng có lúc các quan chức hay các huấn luyện viên tự lái xe đi công việc về nhà để chủ động về mặt thời gian. Trong đó, chiếc xe gặp nạn mang biển số 81A 00470 thường chở những nhân vật quan trọng khi đến công tác tại Hoàng Anh Gia Lai, có thể kể đến cựu huấn luyện viên của tuyển Việt Nam Park Hang-seo. Huấn luyện viên Kia Tisak cũng thường xuyên sử dụng chiếc xe này để đi cà phê với các trợ lý hay đi lên phố. Chiếc xe 4 chỗ này dù không còn mới, nhưng máy móc vẫn còn rất tốt. Người cầm lái chiếc xe này nhiều nhất. Người cầm lái chiếc xe này nhiều nhất là tài xế Nguyễn Tú Sinh, thường được gọi là chú Sinh bởi những thành viên trong học viện. Tài xế Nguyễn Tú Sinh làm việc tại Hoàng Anh Gia Lai hơn 10 năm qua, thường đưa đón các thành viên của đội đi thi đấu xa nhà hay lên phố chơi. Ông hiền lành và lái xe rất an toàn, luôn nhận được sự tin tưởng và yêu mến của đội. Như đã biết, chú Sinh lái xe sang sân bay Buôn May thuộc Đắk Lắk để đón 3 thành viên của Hoàng Anh Gia Lai, gồm huấn luyện viên Dương Minh Ninh, tiền đạo Paulo và bác sĩ Đào Trọng Trí. Bốn người ăn trưa trước khi xuất phát về thành phố Pleiku, rồi gặp nạn tại địa phận xã Ia huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai chỉ mỗi mình tài xế nguyễn tú sinh là qua khỏi còn ba người cùng đi bị tử vong tại chỗ